Thẩm mỹ dưỡng sinh, phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, áp dụng cơ chế đã thông kinh mạch, khí huyết, kết hợp cùng máy móc hiện đại để đem lại sắc vóc cho khách hàng. Đây là phương pháp an toàn, tự nhiên, không để lại di chứng vì không sử dụng thuốc hay dao kéo. Chính vì thế, đây là một xu hướng làm đẹp ngày càng được ưa chuộng. Một trong những nơi cung cấp dịch vụ ấy là Samcare. Với xuất thân là một người làm trong ngành ngân hàng, có nhiều cơ hội để phát triển, chị Kim Thúy Loan, nhà sáng lập Samcare đã gác lại mọi thứ, chuyển hướng sang kinh doanh spa vì nhìn thấy được tiềm năng của ngành thẩm mỹ dưỡng sinh, đồng thời thỏa mãn được báo kinh doanh của mình. Trước khi nhận được nhiều sự phản hồi tích cực của khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Samcare, bản thân chị và gia đình đã trải nghiệm và đạt được hiệu quả như mong đợi. Do đó, chị Kim Thúy Loan muốn mang lại những điều tuyệt vời ấy cho mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ, những người đã vì công việc, gia đình mà quên mất thời gian cho bản thân, tìm lại được nét đẹp sức khỏe mà họ hằng mong muốn.